Đây là tất cả những thông tin mà chị yêu cầu chúng tôi điều tra. Theo tôi biết là anh ta đang làm một việc gì đó có liên quan tới trà. Anh ấy làm gì dùng đất này vậy? Vậy chị có cần chúng tôi theo dõi người này nữa không? Có muốn điều tra thêm anh ta làm gì ở đây? Không cần đâu. Anh chỉ cần cung cấp địa chỉ nơi này cho tôi là được rồi. Đây, tù lao của anh. Cảm ơn chị. Được rồi, có gì tôi gọi chị sau. Đấy, coi chừng. Có sao không? Dạ không sao. Đó, đây là cái nôi của vùng trà này đó mấy cậu. Hầu hết á, bà con tập trung trồng trà ở đây. Nhà tôi cách ở đây khoảng chừng 5 cây số. Dạ. Vậy nếu như mình đặt trạm thu mua ở đây, rồi mình gom lại cho xe tải chở về nhà máy, cho bà con đỡ cực, được không bác ba? Được chứ. Nhưng mà... Hả? Sao vậy bác ba? Có chuyện gì hả? Có những cái chuyện ở cái vùng trà này đó mà cậu chưa biết đâu. Nói hơi quá cũng có thể gọi là mafia trà. Trời, mafia? Ừ. Trước đây cũng có những lúc nổi lên những băng nhóm thu gom mua bán trà, thậm chí đánh nhau để giành giật quyền thu mua trà đó cậu. Trời đất, có cả chuyện đó nữa hả bác ba? Bởi vậy tôi mới nói với cậu là biết một mà chưa biết mười là chuyện vậy đó. Giờ thì nguyên liệu không có khan hiếm như hồi xưa nữa, nhưng mà cũng còn những cái thế lực ngầm trong cái nghề này đó mấy cậu. Chào anh Xuôi Tương Lai. Chào ông. Tôi không dám nhận xui gia với ông đâu. Tôi nghĩ là mọi chuyện trong cuộc sống nhiều khi không như mình tưởng đâu. Tôi đâu có vọng tưởng. Sẽ là sự thật nếu như anh gật đầu. Anh coi trong vùng này có ai xứng đáng hơn tôi để làm xui với anh không? Anh nói thử tôi nghe. Dạ con chào chú. Chào chú. Chào hai cậu. Nếu tôi đoán không lầm là hai cậu có ý định lập nghiệp ở đây hả? Dạ, dạ. Chú đoán không có lầm đâu. Đúng ra là tụi con đang chuẩn bị mọi thủ tục pháp lý để xây dựng nhà máy ở đây. Rất là mong chú giúp đỡ tụi con. Rừng nào cọp nấy. Các cậu nghĩ gì mà dám đặt chân tới đây cạnh tranh với tôi hả? Tôi cho các cậu lời khuyên chân thành, nên đi chỗ khác chơi đi. Tụi con không có ý định chơi ở đây. Tụi con muốn làm thiệt. Không có dễ ăn như các cậu tưởng đâu. Anh ba nè, dù gì thì tôi với anh cũng là đồng hương lâu năm ở đây. Anh suy nghĩ cho kỹ, đừng làm gì để cho tôi mất lòng nha. Cơm tôi ăn. Tôi đâu có làm gì mất lòng ông đâu. Chú nhớ mặt kỹ hai thằng này cho tôi. Lúc cần sẽ hỏi thăm sức khỏe hai đứa nó. Dạ. Hai người đó là ai mà ra vẻ phách lối vậy bác ba? Người nói chuyện với mình á là ông Duy Kha trồng trà ở đây. Còn người còn lại là ai hả bác ba? Đó là ông Đam đó, tay chân thân cận của ông Kha. Đó mới là người đáng gờm nhất trong bộ sầu của cha con ổng. Trời, nhưng mà mình có làm gì đâu, sao ổng tới đây hâm he mình? Ỷ mình ăn hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình rồi. Nhưng mà mình sẽ không lùi bước trước những sai trái đâu.
Vô đi. Ừ. Vô. Vô. Vô mày. Nè uống đi. Ừ. Tới mày đó. Rồi ngâm hoài. Còn gì ăn không? Vũ ơi. Vũ ơi vô. Vũ ơi. Rồi nghe rồi. Từ từ. Làm gì mà réo hoài vậy ông trời con? Ủa Vũ chửi con á hả? Ai dám chửi ông? Chờ đi. Ông chủ về mà thấy nhậu nhẹt kiểu này á, ông đập luôn chứ đừng nói là chửi. Vũ nói nhiều quá. Giờ Vũ đi mua giùm ông trời con này một chai rượu đi. Không mua. Uống nhiều để nóng gan nóng phổi rồi chết sớm hả? Trời ơi, chưa từng thấy quản gia nào mà chửi chủ giống như là chửi con vậy. Tôi nói cho cậu biết nha, ngày mẹ cậu mất đi á, giao cho tôi trông nom cậu. Tôi nghĩ tới cái tình nên mới ở tới giờ này, chứ không tôi bỏ đi từ lâu rồi. Trời trời trời, bà ô sinh mà bà dám chửi cô chủ luôn hả? Nè 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 nè, tôi nói cho cậu biết, tôi là ô sinh có đẳng cấp đàng hoàng nha. Ngay cả ông chủ nhà này cũng phải còn nể tôi đó. Chứ cậu ở đó mà nói hả? Cậu đừng có giỡn mặt thôi, với thôi. Tôi thôi thôi thôi, Vũ làm ơn Vũ đi mua rượu giùm con đi. Năn nỉ Vũ á. Không mua. Trời ơi, ô xin cái gì vậy mày? Ê. Gì? Bả là bà Vũ của mày hay là má mày vậy? Thôi bà dữ lắm, có kỳ bà đấm chết con voi rừng đó. Mày đừng có ghẹo bả. Thôi vô đi. Cạn nha. Dạ có chào chú. Dạ ba. Dạ em chào chú. Mới về hả ba? Ba ngồi xuống làm với tụi con già lia ba. Mới giờ này đã lo nhậu nhẹt. Con thiệt là vô tích sự. Sao ba lại chửi con? Ba không có chửi con, mà ba nhắc để cho con biết. Cứ ở đó mà lo nhậu nhẹt suốt ngày đi. Người yêu thì bị người ta cướp mất, công việc làm ăn thì cho người ta cạnh tranh. Đừng để mất bo rồi mới lo làm chuồng. Dạ, chào dạ, chú. Con chào chú. Chú, nói con nghe, sao tự nhiên ba con chửi con xối xả quá vậy? Ba con vừa mới gặp hai thanh niên đi cùng với ông Ba Trung. Nghe nói tụi nó định tính mở nhà máy sản xuất trà ở đây. À, sao con ngu quá, con không nhớ ra thằng này. Thằng khốn này, chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, phải cho nó một trận mềm xương mới được. Khương. Dạ. Con muốn làm gì thì cứ nói với chú, để chú xử cho. Con đừng có đụng vô mấy chuyện này. Con đâu có hèn dữ gì chú. Kỳ này con sẽ ra mặt, để cho nó biết thằng Duy Khương này là ai. Nè, tụi bay. Hả? Duy mày? Gì? Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm, đã tạo điều kiện cho tụi con khởi nghiệp ở vùng đất này. Rất hoan nghênh sự có mặt của các bạn trong dự án nhà máy sản xuất trà. Chính vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để cho hai cậu có thể hoàn thành các thủ tục giấy tờ pháp lý. Dạ. Tụi con từ xa tới đây lập nghiệp nên rất là mong mấy chú bên chính quyền với lại bà con ở đây ủng hộ tụi con. Có gì nhờ chú có thể hướng dẫn cho tụi con hoàn thành sớm thủ tục này nha chú. Dự án của các cậu rất tốt, tôi xem qua rất là ưng ý. Người nông dân ở đây lại có thêm cơ hội bán được sản phẩm của mình cho nhà máy. Nguyên liệu ở vùng này rất dồi dào, các cậu cứ yên tâm, không phải lo lắng gì trong sản xuất. Dạ. Dạ thưa chú, chú quan tâm tới dự án của tụi con á, tụi con mừng lắm. Nhưng mà con có nghe nói á, ở khu vực này có rất nhiều nhóm thu mua trà cạnh tranh không lành mạnh. Điều đó có thật không chú? Có, tôi có nghe nói. Nhưng mà trước kia kìa, thu mua chủ lực hiện nay là ông Duy Kha, còn lại là một vài nhóm nhỏ thu mua tại những xưởng sơ chế trà thô. Dạ. Thực ra trước khi quyết định xây dựng nhà máy, tụi con cũng đã nghĩ đến chuyện cạnh tranh công bằng, đem lại cơ hội cho bà con nông dân được bán trà trực tiếp cho nhà máy, để bà con có thêm sự lựa chọn mà không bị ép giá. Tôi rất cảm kích vì có những thanh niên có suy nghĩ như cậu. Đây là tin vui cho bà con ở đây. Dạ.
xe tôi nói phải không? Bây giờ về báo cho Duy Khương biết còn là chính xác. Ờ. Chị Dương gọi tôi. Tôi có công việc phải đi xa vài ngày. Chị thay tôi kiểm tra và báo cáo công việc qua mail thường xuyên cho tôi nha. Dạ thưa tổng giám đốc, cứ yên tâm, tôi sẽ báo cáo hàng ngày công việc cho cô. Ừ. Mọi vấn đề chị cứ tự xử lý đi. Có gì nghiêm trọng thì hãy gọi cho tôi. Dạ tôi biết rồi. Ừ. Bây giờ tôi có việc phải qua kế toán một chút. Dạ. Ủa, anh cũng tới gặp tổng giám đốc phải không? Ờ, đúng rồi. Không biết là có chuyện gì nhưng mà gọi lên gấp. Em nghe nói là tổng giám đốc sắp đi du lịch đó. Du lịch hả? Công việc đang bận rộn, tại sao lại đi du lịch? Tôi cũng không rõ nữa. Cổ gọi tôi lên dặn dò quản lý công việc của Romantic 1 và 2 và báo cáo hàng ngày cho cổ. Anh Phong, mời anh ngồi. Ừ. Vậy là yên tâm rồi ha. Cũng không ngờ là mọi chuyện thuận lợi đến như vậy. Mấy anh chính quyền ở đây cũng dễ thương ha. Dù đương nhiệm là cán bộ nhưng mà cái chất nông dân chân chất á vẫn mang đậm trong cái cách ứng xử. Họ thật sự dễ mến ha. Ừ. Coi bộ mình còn nhờ vả cái đó nhiều đó. Mọi việc coi như tạm ổn. Công việc mình cứ chạy đều đều như vậy á, một sớm một chiều mình sẽ chạm tới đích. Mọi việc mà em đã nhờ anh cố gắng làm tốt nha. Đương nhiên, việc mà tổng giám đốc giao, anh đâu dám lơ là. Anh Phong. Hả? Em có việc đi vắng vài hôm, anh là người em tin tưởng nhất, nên em nhờ anh quán xuyến công việc ở những hạng mục quan trọng nhất công ty đó. Chiêu Dương à, em đi du lịch hay là đi công việc riêng? Cả hai. Vậy chuyện của em với Võ Hiếu sao rồi? Hai người có hàn gắn với nhau chưa? Nếu có duyên thì chắc chắn là sẽ hợp mà. Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Anh thấy Võ Hiếu rất là dứt khoát. Anh nghĩ là cậu ấy không thay đổi đâu. Muốn thay đổi một con người không phải dễ đâu. Nhưng mà muốn em bỏ cuộc thì càng không, càng khó. Yêu một người đã khó, mong mỗi người đó đáp lại tình yêu của mình càng không phải dễ. Chữ yêu rất khó giải thích bởi hai từ tại sao. Nhưng mà luôn sẽ có lý lẽ riêng của trái tim dẫn đường. Thôi bây giờ em phải đi rồi, mong là ở nhà mọi việc suôn sẻ. Chúc em thường lộ bình an. Cảm ơn anh. Em đi nha. Thank you.
Bây giờ tụi mình sẽ đón lỏng tụi nó ở đây. Lần này mày muốn xử sao? Cảnh cáo hay hút xác tụi nó? Chỉ cần đại ca gật đầu, tụi em tiễn nó vô quan tài luôn. Mày động não giùm tao một chút đi. Sao mày ngu quá vậy? Bây giờ giết người rồi vô trọng ngồi gỡ lịch để biết chừng nào mày ra hả? Bây giờ tao chỉ yêu cầu là tụi bay hù nó, tụi bay cảnh cáo nó làm sao cho nó sợ, nó bỏ cái xứ này, nó về Sài Gòn là được, ok? Ừ, mày nói đúng đó. Nhưng mà tao nhắc mày nè, thằng đó nó có nghề. Nhóm tụi mình đụng vô mấy lần toàn thua không à. Bây giờ có thêm thằng bạn của nó nữa, mày tính cho kỹ à. Nhưng mà tính như thế nào đi chăng nữa, đã là anh em, tao vẫn theo mày. Mày sợ cái gì? Tụi mình có 1, 2, 3, 4, có hàng trên xe, còn sợ cái gì nữa? Mày nữa chi? Tao nữa là 5, sợ cái gì? Thôi, tụi bay đừng có chủ quan. Thằng Tần nó nói đúng đó. Chuẩn bị đi. Đi. Giờ này chưa tới nữa. Ê, nó tới kìa. Đâu? Chờ nó. Chơi. Khoan đã. Cái gì? Cái vậy? Đi vô. Đúng cái gì? Vô. Sao? Sao vô? Đi vô. Sao vậy? Nhanh lên. Sao vậy? Dạ? Hình như tao thấy có Trúc Trà đi theo. Chạy nó đi. Chạy nó cho tao. Đúng rồi đó. Chạy nó. Kiếm đi. Tụi bay ngu vừa phải thôi. Tụi đang cô gái, tụi đang cô Trúc Trà mà. Bây giờ tao đang lấy điểm mà tao quýnh lộn trước mặt Trúc Trà, chẳng khác nào tao tự rớt đài hả? Đại ca nói đúng, cô gái là chuyện quan trọng, đánh nhau là chuyện phụ thôi. Lần sau tụi mình sớm nó cũng được. Thôi dẹp đồ hết đi. Dạ. Lên. Đánh xe tụi bay. Tao thề là tao không đội trời chung với thằng này. Được, coi như hôm nay mày gặp mai, lần sau mày chết mày với tao. Đứng chờ một tiếng mấy đồng hồ mà cho nó đi qua dễ dàng vậy hả mày? Lần sau tao không đi với mày nữa nha. Tụi bay đừng có làm em nữa được không? Nay tao buộc cho tụi bay một chậu bia ôm. Được, ok. Đi. Đi. Sao mà cuộc đời tao nó xui mà nó đen. Buồn quá. Mày á, trên cái gì? Nhà thì giàu nhất dùng, có người cha uy quyền lộng lẫy, muốn cái gì được cái đó mà cứ kêu ca hoài. Đúng là từ trước tới giờ thằng Duy Khương muốn cái gì là phải có cái đó. Nhưng mà chưa đủ. Có một thứ tao cần nhưng vẫn chưa đạt được. Đúng. Khương, tao có thể đọc được suy nghĩ của mày ngay lúc này. Điều mà mày cần ngay tại bây giờ chính là sự hồi đáp tình yêu của cô giáo Trúc Trà. Mày biết câu trả lời rồi mà, mày hỏi chi? Giờ tao thấy mày hơi bị mệt đó. Con nhỏ Trúc Trà đó thích cái thằng xì phố hơn mày. Mày vừa mới nói gì hả? Thích thằng xì phố hơn tao. Mày tỉnh đi. Tao nói cho mày biết, thằng Duy Khương này đã muốn cái gì thì không ai có thể giành được. Mày hiểu chưa? Nè, thằng đó sớm muộn gì nó cũng biết tay tao. Dám giận mặt với tao hả? Ê, cười đâu mà đẹp quá mày. Rồi, nhậu đi. Gặp gái là tùm tướp tùm tướp. Ê, công nhận siêu mẫu, siêu xe, đúng là siêu sang. Ai đẹp dữ vậy. Em ơi, em muốn gì ạ? Dạ, ngậm cái miệng mày vô. Đợi chị chút nha. Thấy gái là chạy nước miếng rồi. Nhậu tiếp đi. Nè, làm ơn mày đừng có dòm gái nó được không? Nhậu vô. Yeah.
Hai cậu á, làm việc cả ngày rồi, tới chơi thôi, để đó tôi làm cho. Dạ, cho tụi con phụ bác với. Thanh niên mà bác, lao động là vinh quang. À, bác ba. Hả? Mấy lá trà xanh này nè, mình chia là mấy loại bác? Ờ, ba loại. Xăm 1, xăm 2, xăm 3. Dạ. À, vậy rồi giá nó có chênh lệch trong bác ba? Thì tùy theo từng thời điểm bán á, mỗi giá, mỗi xăm nó có giá khác nhau. Dạ. Dạ. Ủa rồi, nếu mà vậy thì nông dân có lời không hả bác? Nếu mà tính công cán, chi phí, phân thuốc này nọ đó thì nông dân họ cũng có lời. Nhưng mà nếu bị ép dài giá thì coi như lỗ. Ba ơi, ba với hai anh rang trái cây. Ừ, mấy cậu nghỉ tay uống nước đi. Dạ. Ba phải tranh thủ ba làm cho kịp để giao hàng cho người ta. Dạ. Ê, hả? Mạnh ra. Mày dữ quá. Trời, nè, hút lẹ lên. Bác ba, làm nhanh ăn trái cây. Công nhận nhỏ này đẹp thiệt, như diễn viên Hàn Quốc. Mày lớn già cái đầu còn coi ba cái phim Hàn Quốc nữa hả? Đúng là trẻ trâu. Đẹp như diễn viên phim Mỹ. Phim Mỹ chỉ dành cho những người luống tuổi. Ok. Hai đứa bay, thấy gái là sáng con mắt lên là sao? Hả? Tao nói cho mày nghe, nó mê gái thì còn đỡ, chứ mà nó quay qua mê tao á. Đừng có nói tào lao giùm tao cái. Giờ nhậu tiếp không? Không nhậu đi về. Nhậu. Chị ơi tính tiền. Vô. Chị ra liền. Bao nhiêu vậy chị? À, của em tổng cộng hết thảy là 30.000. Em gửi. Cảm ơn em. Ê. Làm trốn. Chị ơi chị, cho em xin tiền mua thuốc cho chị. Cái gì vậy? Mua ra coi. Chị. Ê, ê. Cái gì? Cái kiểu tiền mua thuốc đi chị. Tôi không có dư tiền cho mấy người đâu. Hả? Chị. Đánh ra đi. Đi mà chị. Anh năn nỉ chị vậy. Tôi không có tiền, đi đi. Ê. Cái thằng này giỡn mặt với tao. Cái gì chị vậy? Chị ơi chị, em năn nỉ, em xin chị luôn á chị. Cho em tiền mua thuốc đi chị. Ê. Mày dám giở trò với bạn của tao hả mày? Biết mày? Biết. Giỡn mặt với tao hả mày? Em. Người đẹp có sao không? Tôi không sao. À, nó có làm dơ xe người đẹp không? Cảm ơn nhiều nha. Không sao, bình thường thôi mà. Tôi ghét con nghiện lắm. Tại sao tụi nó không chết hết để cho đỡ chật đất? Mấy cái thứ này sớm muộn gì cũng chết à, đừng lo. Cảm ơn anh. Mày thấy không? Nó nói anh em tụi mình mê gái, mà nó còn mê gái hơn mình nữa kìa. Mày á, mày xích lại đây. Hả? Mày chơi với bạn mà không hiểu tính bạn. Nó là gì, thuộc tiếp gì, thích thể hiện. Mày nhìn đi. Thấy chưa? Thích hiện đang tới kìa. Ê. Gì? Hình như tao thấy là hai đứa bay đang nói xấu về tao đúng không? Ê. Lúc nãy á, tao thấy được hành động của một người cực kỳ ga lăng. Anh hùng cứu mỹ nhân. Xin mời anh hùng ngồi. Thằng bay chỉ giỏi nịnh. Vô. Thôi vô. 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 Vô.
không vì cái thằng nghiện chết tiệt kia. Em giờ đã là vợ của anh rồi, đâu cần phải tốn công tìm kiếm anh như bây giờ. Chuyện này đã lớn rồi, chứ không phải là đơn thuần chuyện con giữa con và nó đâu. Ba nói như vậy là có ý gì? Nó sắp cướp đi người yêu của con mà ba cho là chuyện nhỏ à? Con gái không có đứa này thì có đứa khác. Con đừng có quan trọng quá vấn đề yêu đương của con. Điều quan trọng hơn hết là nó sắp úp cái nồi cơm của cha con mình kìa. Ba ơi, bây giờ chuyện tình yêu nó mới dẫn đến cái chuyện hôn nhân, rồi có mới cưới vợ, có mới đẻ cháu nó dỗ tông đường cho ba chứ. Vậy mà ba nói là không quan trọng. Chuyện hôn nhân của con tính sao đi. Điều quan trọng là nghĩ cách đối phó với tụi nó kìa. Chú Đam, dạ, thu thập từ tin tức gì báo tôi nghe coi. Miếng đất mà tụi nó mua để xây dựng nhà máy cũng nằm gần miếng đất mà anh mua năm ngoái. Chính ông Ba Trung chỉ tụi nó mua miếng đất này. Lại thằng cha đó. Đó, bà thấy chưa? Bây giờ ngay cả ba của Trúc Trà cũng giúp đỡ cho tình địch. Như vậy mà ba nói là không quan trọng. Ba ơi, ba làm cái gì đi chứ? Thôi con im đi. Ba đang tính chuyện lớn. Tìm cách nào để cho tụi nó dừng cái dự án này mới là quan trọng nè. Em nghe nói bên chính quyền cũng rất hỗ trợ cho họ. Thủ tục mua bán đất đã xong. Hai người đó đang lên dự án để chuyển đổi công năng đất, xin giấy phép xây dựng nhà máy. Bây giờ không ai thèm quan tâm tới chuyện của con, thì con sẽ tự đi xử lý cái chuyện này. À, Khương, Khương. Cậu chủ. Khương, đứng lại. Còn đứng lại. Còn tính đi đâu? Đi tìm thằng đó, cho nó một nhát là xong, coi như dứt cử lượng tiện. Ba không có đối thủ trong chuyện làm ăn, còn con không còn đối thủ trong chuyện tình yêu. Con không được làm bậy nghe chứ Khương. Cậu nghe tôi nói nè, cậu đừng có manh động. Cậu muốn gì để tôi xử lý cho. Chú làm được không? Vì cậu, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Kìa Khương, con có nghe bà nói gì không? Vậy bây giờ bà muốn con phải làm cái gì? Đứng khoanh tay nhìn thằng đó cướp đi địa bàn làm ăn của ba hay sao? Rồi tiện tay nó cướp luôn người yêu của con hả? Con phải biết vận dụng cái này nè. Cái này ở trên cổ cho vui thôi hay sao? Làm cái gì cũng phải tính toán cho kỹ chứ. Bây giờ con chỉ nghe thôi là con đã nóng máu rồi. Con muốn giải quyết liền cái chuyện này rất rẻ, không có để nó cùng nhí cùng dưa nữa. Giết người là tù mọt gông đó con biết không? Có ba rồi, con cứ đứng qua một bên để cho ba xử nó. Ba có cách của ba, còn con có cách của con. Ba đừng cản con. Giữ nó lại. Đừng ba. Đưa nó vô nhà. Dạ. Thả con ra. Thả con ra. Dạ, con gửi chú vậy coi như xong. Ờ. Hôm nay anh em con chồng tiền cọc, ngày mai ra công chứng rồi con gửi hết chú số tiền còn lại luôn. Ờ. Rồi thủ tục sang tên với trước bà sổ đỏ thì qua tên ai? Cậu hay cậu Quý đứng? Dạ, hai anh em con đứng tên chung. Dạ. Vậy là coi như nhiệm vụ của tôi xong rồi ha. Dạ. Hai bên thuận mua vừa bán. À, có ai thắc mắc gì không? Dạ, tụi con cảm ơn bác ba nhiều lắm. Không nhờ có bác ba chắc mọi chuyện không suôn sẻ nhanh gọn vậy đâu. Tôi cũng cảm ơn anh ba. Nhờ anh mà tôi mới bán được miếng đất này, trang trải nợ nần và chữa bệnh cho bà xã tôi. Giờ tôi mời anh qua nhà dùng ly rượu nghe. Thôi cảm ơn anh có lời mời. Thôi để dịp sau đi. Bây giờ tôi phải về nhà có công chuyện. Bác ba về. Còn với thằng Hiếu á, cảm ơn bác ba nhiều lắm. Có gì đâu, hai cậu có cần gì cứ nói, giúp được gì tôi giúp. Tôi còn làm phiền bác ba dài dài. Bác ba yên tâm. Tôi cũng về, hẹn gặp hai cậu ngày mai ở phòng công chứng. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Chào. Thôi dạ, tôi đi trước dạ, nha bác ba. Hay quá. Không ngờ mọi chuyện nhanh chóng như vậy. Người dân ở đây á, thiệt tình, chân chất thiệt á.
Chào anh. Khỏi cần phải lịch sự như vậy. Đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà anh. Mày biết tao là ai mà? Mày thừa biết tao tới đây không phải vì mục đích hữu nghị. Vậy thì mời nói rõ mục đích của mình trong chuyến viếng thăm độc xuất này. Đây là đất của tao, và tao yêu cầu mày biến khỏi đây liền. Ok? Xin lỗi, cho dù anh là ai thì anh cũng không có quyền yêu cầu tao đi hay ở. Nè, đừng nói là tao không báo trước cho mày biết. Mày không đủ đô để chơi với cha con của tao đâu. Tôi đến đây chỉ có ý định lập nghiệp. Tôi không có ý định đối đầu hay là chơi với ai như anh nghĩ. Mày nói cái gì? Nè, hả? Có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân. Quỷ. Anh ta là ai mà mình thấy quen quen? Anh buông ra. Tao không buông thì sao? Mày làm gì tao? Nếu anh tới đây nói chuyện lịch sự đàng hoàng thì tôi sẵn sàng tiếp. Còn không, mời ra ngoài. Chó. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn đụng một sợi tóc của Duy Khương, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết. Xin lỗi anh, tôi không phải là kẻ hay gây sự. Tôi chỉ tự về khi bị người ta hành hung thôi. Mày đừng nói là tao không báo cho mày biết trước. Nếu như mày còn lén phén với người yêu của tao, mày dám đụng tới đất của tao, thì tao sẽ giết mày. Tao sẽ cho mày trả một cái giá đắt. Tôi có thể ghi nhận đây là lời hăm dọa. Nếu anh là người quân tử, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Mình đều có cơ hội 50-50. Rượu mời mày không muốn uống, mày muốn uống rượu phạt đúng không? Được, mày nhớ mặt tao nha mày. Tao chịu. Sao anh ta lại gây hấn với Võ Hiếu? Anh ta là ai? Hai người đó là ai vậy? Ma cũ ăn hiếp ma mới, chuyện bình thường. Mày đừng lo. Con đi đâu vậy? Dạ con biết ba hái trà ở đây nên con tới đón, để ba về chung luôn. Cho ba mượn cái xe đi, ba chạy lên xã có chút chuyện nha. Dạ. Vậy ba tranh thủ đi nha. Coi chừng hết giờ hành chánh á. Dạ ba để con đem hai cái bao trà này về nhà giùm ba luôn nha. Ba đi nha. Dạ. Chút trà để tôi đưa chút trà về nha. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Để tôi đưa chút trà về cho. Gần mà. Để chút nha. Con kỳ đà này, ghét ghê. Anh được, mình đi dọn chút nha. Dạ. Lên xe anh chở. Thôi, ba mà thấy có chừng ba la đó. Với lại em mà leo lên xe này nó. Sài Gòn rồi hả anh? Quý gì có công việc, từ sau lên lại. Nhìn anh quý hiền. Vậy anh giữ hả? Em có nói vậy đâu. Em có biết là em có nụ cười rất đẹp không? Mọi thứ như bừng sáng lên quanh em khi em cười. Anh nói như nhà thơ. À, chuyện lần trước nói với em á, là anh muốn tặng 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo của trường em. Em có nói với mọi người chưa? Em báo với hiệu trưởng rồi. Hiệu trưởng mừng lắm. À, vậy để anh gọi điện nói quý mua sĩ trên Sài Gòn để đem lên đây luôn. Cái này coi như là phần đóng góp đầu tiên của công ty anh cho nơi này. Công ty chưa hoạt động mà anh đang nghĩ tới chuyện từ thiện rồi.
Em cảm ơn anh nhiều lắm. Chưa đâu, anh còn tính là sau này khi mà công ty đi vào hoạt động kinh doanh rồi á, anh sẽ trích một phần lợi nhuận của công ty để chăm sóc cho mô hình giáo dục, cũng như là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn ở đây. Ước gì ai cũng tốt giống như anh. Em có thấy những vòng tròn lan tỏa dưới mặt hồ kia không? Cứ nói xếp nhau, chỉ cần mỗi người làm một việc tốt thôi, cùng chung tay thì sẽ có sự cộng hưởng, đâu cần phải tới doanh nghiệp. Cũng giống như em vậy, em cũng có thể khơi dậy lòng tốt, biết chia sẻ ở những học trò của em mà. Anh muốn được đồng hành cùng em. Là nó mua đất ông Tam rồi. Công nhận thằng này cũng giàu dữ. Chưa đâu, theo nguồn thông tin tao nhận biết được rằng á, là nó và bạn nó sẽ xây một cái nhà máy trên miếng đất đó. Lần này thì căng á. Xưa giờ chưa có ai dám cạnh tranh làm ăn cho ba của tao, đột nhiên bây giờ xuất hiện thằng khốn này, nó muốn chết rồi. Điều quan trọng là nó còn dám cua luôn gái của mày nữa. Chuyện làm ăn á, cứ để cho ba tao xử, không cần tao phải động tay động chân gì hết. Sớm muộn gì thằng đó chết chắc. Nó làm sao có cửa cạnh tranh làm ăn với nhà của tao. Tao quế cái thằng này thiệt chứ. Còn chuyện cái trúc trà thì... Ừ, cái chuyện này hơi khó cho mày. Trước kia không có lấy một đối thủ cạnh tranh mà còn theo đuổi không được nữa. Giờ thằng đó xuất hiện, coi bộ mày hơi bị mệt đó. Kỳ này phải dùng chiêu thôi. Hai đứa bay, phụ tao suy nghĩ cách đi. Làm gì thì làm, bằng mọi giá tao phải có được trúc trà. Vấn đề là mày muốn chiếm cái gì? Có nhiều cái mày muốn chiếm lắm. Trái tim thì khó, chứ còn thể xác thì dễ. Ừ, cứ chơi chiêu trảm trước tấu sau, gạo nấu thành cơm rồi tính tiếp. À Quý, ngày mai mày ghé bên thiết kế lấy bản báo giá luôn nha. Ừ, tao biết rồi. Rồi, thôi tranh thủ lên đây đi, tao mày bàn tiếp ha. Được rồi, bye mày. Ok. Alo. Em đây. Anh khỏe không? À, cảm ơn em. Anh khỏe. Anh đang ở đâu vậy? Anh sợ em quấy rầy hay sao mà không lên tiếng anh? Sao anh cạn tình với em quá vậy? Em muốn biết anh đang ở đâu để làm gì? Thì biết vậy thôi, chứ em có làm gì được đâu. Anh đã cố tránh né, cố từ bỏ mọi chuyện liên quan tới chúng ta, em còn làm gì được nữa chứ. Anh sẽ không tránh né nếu như em xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai chúng ta. Như thế nào là xác định rõ ràng hả anh? Giữa chúng ta chỉ còn là mối quan hệ bạn bè. Ok, chỉ vậy thôi. Và em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Anh hứa anh sẽ không tránh né em. Vẻ bề ngoài em có thể làm như vậy, nhưng mà liệu trái tim của em có thể làm được? Có nghe em nói không?
Em không làm được. Em đừng làm khó anh. Giữa chúng ta là một khoảng cách quá lớn. Giờ mà có hàng gắn cũng sẽ để lại một vết sẹo rất lớn em à. Em là người hiểu anh quá rõ mà, đúng không? Cuộc đời ai mà không mang một vết sẹo chứ. Quan trọng là cách để làm liền với hai một vết thương và quên nó đi và sống. Em mà cứ như vậy hoài không còn cách nào khác. Thôi làm việc đây. Bye. Anh luôn cố tìm cách để đẩy em ra khỏi trái tim của anh. Cô gái kia là ai chứ? Là ai? Cũng cần phải diễn. Mỗi người luôn có một lý do chính đáng để làm việc mà họ nên làm. Anh biết gì về cuộc đời của em mà phán xét em như vậy chứ? Biết gì chứ? Được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ, tôi đâu cần phải lo sợ nhiều như vậy. Nhưng mà cuộc đời này khốn nạn, khốn nạn lắm. Chẳng ai cho không ai một cái gì cả. Muốn có thì phải tự giành lấy. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ bỏ cuộc. Không bỏ cuộc đâu.
Em ơi. Dạ. Lấy trên cái này. Dạ. Anh muốn xem cái nào ạ? Là cái này. Cái bên trái nè. Mẫu này đẹp lắm á anh. Em lấy cho anh xem thêm mấy cái nha. Dạ. Em lấy cái này nè. Cái bên kia, ở giữa đó. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Dạ, anh xem. Em lấy cho anh cái này nè. Dạ. Sau cái vòng đó đó. Bên phải. Dạ dạ. Đúng rồi. Em. Dạ. Gói cho anh hai cái này nha. Dạ rồi. Cái này cho anh gửi lại. Dạ. Anh đợi em chút nha. Được rồi, cảm ơn em. Nhớ không? Ai vậy? Là người đẹp hôm trước mình gặp ở quán. À. Dạ cho em gửi menu. Con nhỏ mà hôm bữa tao nghĩa hiệp giúp đỡ có đúng không? Ừ. Tao chắc chắn là cô bé này không phải ngỡ đây. Hay là để tao qua làm quen cho. Ừ. Sao được không? Ừ. Cứ để tao. Ừ. Ê, cái thằng quỷ tham lam bao nhiêu con rồi mà không chịu cho mình. Ê. Hello người đẹp. Không biết là can I sit down the chair? Tự nhiên. Không biết là tại sao người đẹp lại ngồi một mình. À, có vẻ như là mình đã gặp nhau rồi có đúng không? Ừ, tôi nhận ra anh mà. Một người rất là thích tạo dáng. Thôi thì cũng bình thường thôi mà. Xin tự giới thiệu. My name Duy Khương. Cứ gọi tôi là Chiêu Dương. Wow, cái tên quá đẹp. Nó đẹp y như người vậy. Hân hạnh biết anh. Mà như Chiêu Dương không phải là người ở đây. Ừ, tôi là người thành phố. Vậy thì Chiêu Dương lên đây để đi chơi hay là để đi công việc? Cả hai. Ở đây nói không phải khoe chứ tôi là trùm ở đây. Nếu như mà có gì cần giúp đỡ thì Chiêu Dương cứ việc lên tiếng. Vậy hả? Ừ. Anh nói thì anh nhớ giữ lời đó nha. Sau này nếu như mà tôi có chuyện cần thì tôi sẽ nhờ tới anh. Yên tâm, tôi luôn biết cách giữ lời hứa với người đẹp mà. Ủa anh Quý. Trúc Trà đang soạn giáo án hả? Dạ. Mời anh ngồi. Anh ngồi đi. Em nghe anh Hiếu nói là anh về Sài Gòn rồi. Anh lên khi nào vậy? Anh vừa mới lên đây nè. Xong rồi ghé qua thăm Trúc Trà luôn. Anh có chút quà ở Sài Gòn gửi Trúc Trà với bác ba. Đây là của Trúc Trà. Còn đây anh mua cho bác ba. Sao anh khách sáo quá vậy? Lần nào cũng mua quà cho em và ba em hết trơn á. Anh làm em ngại quá. Trúc Trà nè, đây á chỉ là món quà nhỏ thôi. Chứ sao sánh bằng công lao của Trúc Trà với bác ba giúp đỡ anh ở trên này chứ. Trúc Trà nhận cho anh vui nghe. Dạ. Lần này em nhận nha. Nhưng mà lần sau... Thôi anh xin phép về ngay. Anh ghé qua đây chỉ để gửi quà cho bác ba với Trúc Trà thôi.
Chút nữa về anh còn bàn công việc với Võ Hiếu nữa. Vậy em cảm ơn anh nhiều nha. Anh uống nước đi. Anh xin phép về nghe. Sao anh về sớm vậy? Tại vì anh còn bàn công việc với Võ Hiếu ở công ty. Anh chỉ ghé qua đây để đưa quà cho Trúc Trà thôi. Dạ anh về. Thôi được rồi, Trúc Trà khỏi tiễn anh, vô soạn giáo án tiếp đi. Dạ. Anh về đi. Dạ. Không nhận thì tội cho anh, mà nhận thì khó xử ghê. Mà hiện nay thì người đẹp đang ở đâu? Tôi ở khách sạn Star trên đường Trần Phú. Nếu như người đẹp muốn tham quan thị trấn, hay là muốn tìm hiểu để mà kinh doanh về các lĩnh vực gì ở đây, thì tôi sẵn sàng giúp người đẹp. Chắc chắn là tôi sẽ nhớ đến anh. Tôi đang có ý định là mở một cái quán bar hay là karaoke gì đó. Anh thấy có được không? Wow, wow kê đấy chứ. Ở đây từ trước tới giờ được mệnh danh là thị trấn bình yên. Nó chỉ có quán cà phê rồi nhà hàng, mà chưa từng có bất kỳ cái quán bar hay là karaoke nào hết. Vậy điều tôi đang nghĩ chắc là đang đi đúng hướng, có đúng không? Chắc chắn rồi. Thanh niên ở đây thì nhiều, mà hơn nữa đại gia làm ăn thì rất dữ dội, nhưng chưa có bất kỳ cái chỗ giải trí nào để mà xứng tầm hết. Nếu như mà chiêu dư một quán bar hay là karaoke, thì tôi chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên tới để mà ủng hộ. Cảm ơn anh trước. Anh làm sao vậy anh được? Có chuyện gì mà anh Trúc giận lên bó hoa này vậy? Nè, nói tôi nghe coi, có chuyện gì vậy? Trúc Trà đâu thèm chơi với tôi nữa. Ai nói với anh vậy? Ai nói với anh là tôi không thèm chơi với anh nữa? Tôi suy nghĩ tôi thấy vậy á. Lúc này Trúc Trà có nhiều bạn ở thành phố rồi, đâu thèm chơi với tôi nữa. Làm gì có chuyện đó. Mà mấy anh bạn Sài Gòn thì có liên quan gì tới anh chứ? Anh vẫn là người bạn tốt nhất của tôi. Thật không? Tôi vẫn là người bạn tốt của Trúc Trà đúng không? Thiệt. Trúc Trà vẫn coi tôi là bạn tốt của Trúc Trà đúng không? Trúc Trà nói thiệt hả? Yeah. Trúc Trà vẫn coi tôi là bạn. Thiệt mà. Cảm ơn Trúc Trà nhiều. Mày đang làm gì vậy? Mày làm gì lâu dữ vậy? Thì tao ghé qua biếu một chút quà cho bác ba với Trúc Trà.
Ờ, hèn chi, từ lúc mày gọi là tao xuống tao làm cơm luôn tới giờ đó. Ờ, thôi, ra phụ tao xách đồ vô đi, tao mua một số đồ dự trữ cho tụi mình rồi đó. Thôi để đó đi, giúp tao làm cho. Vô tắm rửa thay đồ ra tao dọn cơm ăn. Ừ. Có chuyện gì hả? Mày sao vậy? Tao có chuyện này, tao không biết có nên nói cho mày biết không. Mày làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Tao với mày có gì đâu mà phải giấu giếm. Tại vì tao chưa chắc chắn. Mà chuyện gì? Nói đại đi quỷ sứ, mày làm tao sốt ruột quá. Tao mới gặp Chiêu Dương ở thị trấn nè. Tình hình hiện tại tôi thấy rất khả quan, có thể sẽ xong sớm đó. Anh cứ yên tâm về tiến độ công trình, tôi bảo đảm sẽ hoàn thiện đúng thời hạn hợp đồng. Tôi tin tưởng bên công ty anh làm ăn có uy tín nên mới mời đấu thầu cho hợp đồng lần này. Cũng mong là mọi việc suôn sẻ. Mà nè, nếu có gì phát sinh á, anh cứ gọi trực tiếp cho hai tụi tôi, tụi tôi sẵn sàng hỗ trợ cho anh ngay. Đúng đó, được làm việc với những người năng nổ như các anh tôi rất là vui. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Dạ, tôi xin phép, để tôi lên coi mấy anh em làm việc thế nào hả? Dạ. Được rồi. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ trở thành đại bản doanh của tao với mày. À, mày vẫn quyết định lấy tên bản hiệu là trà táo đỏ chứ? Đương nhiên, trà táo đỏ, một thương hiệu đặc biệt sẽ không lẫn vào đâu trên thị trường này. Tên nhà máy và tên sản phẩm, chủ đạo của công ty mình tung ra thị trường đều cùng tên là trà táo đỏ. Hay đó nha. Mai á. Gì? Mai là tao với mày cùng chí hướng, chứ không thôi mắc công kẻ lộn mỗi khi làm việc chung lắm. Ê, nếu mà có cãi á, tao đâu có cãi lại mày. Ừ? Thiệt đó. Tao hứa, nếu mà có cãi nhau á, tao nhường mày ba hiệp. Nói chơi thôi mà. Hôm nay hình như tụi nó sẽ tiến hành để xây dựng nhà máy phải không? Dạ, đúng vậy. Em có nghe tụi nhỏ nó báo cáo thợ thuyền công nhân đầy đủ hết rồi. Vậy là tụi này nó làm thiệt. Không ngờ hai thằng nhóc đó nó tiến hành cũng nhanh. Theo em nghĩ, dù cho bên đó có cải tạo nhà máy quy mô cỡ nào mà mình cắt đứt nguồn nguyên liệu thì tụi nó lấy gì mà sản xuất? Tôi cũng như vậy. Thị phần trà lá thu mua ở đây mình vẫn làm trùm, nhưng mà đừng có chủ quan. Giờ tình hình đã khác rồi. Chú Đam, cho đàn em bọc lót, đánh vào tâm lý người dân ở đây, đe dọa cũng được mà dụ dỗ cũng được, miễn sao họ bán trà cho mình là ok. Dạ biết rồi. Chào người đẹp. Ủa? Chào anh. Vừa mới gu dậy, nhận được cuộc gọi của người đẹp mời đủ cà phê, thiệt là hân hạnh quá. Ở đây tôi chỉ có quen biết anh thôi, ngồi một mình cũng buồn, cho nên gọi anh ra tám cho vui. Dạ cho em hỏi anh dùng gì ạ? Cho cà phê đá đi. Dạ. Không biết là cô nương hẹn tại hạ có gì không vậy? Muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tính ra anh cũng là một người thông minh đó, đọc được hết suy nghĩ của tôi. Dễ hiểu thôi mà. Một người xinh đẹp, cao sang lại quyền quý như là Chiêu Dương, cậu có rảnh để mà tám chuyện với tôi, đúng không? Sao lại nói mình như vậy? Tôi chắc là cô đã từng nghĩ về tôi như vậy. Thật ra tôi biết anh là thổ địa ở đây, cho nên muốn hỏi anh một chút việc. Anh có biết chỗ nào cho thuê một mặt bằng rộng ngay ở trung tâm để tôi có thể mở quán bar được không? Tưởng cái gì, chuyện đó thì 1 phút 30 giây. Nhưng mà để tôi hỏi lại cái đã, rồi tôi báo cho cô biết. Vậy thì tốt quá. Nếu như mà anh tìm được cho tôi thì tôi sẽ hậu tạ cho anh. Khỏi cần hậu tạ, một chầu nhậu là ok. Không thành vấn đề. À, anh có biết người này không?
Tôi cần thông tin về người này. Hắn ta là gì của cô? Tôi có thể không trả lời câu hỏi này của anh được không? Đến một lúc nào đó tôi sẽ cho anh biết. Ok, tôi cũng không quan tâm lắm đến mối quan hệ của cô và tên khốn nạn này. Tên khốn nạn? Đúng vậy. Cho dù hắn ta là gì của cô đi chăng nữa, tôi cũng không ngại cho cô biết rõ quan điểm của mình. Nói cho cô biết, trong mắt của tôi, nó là một thằng khốn nạn. Nhưng mà anh ta đã làm gì anh mà anh nói anh ta khốn nạn? Nó lầm le để cướp người yêu của tôi, giành thị phần làm ăn của ba tôi. Vậy không phải gọi là thằng khốn nạn thì gọi là gì chứ? Giành người yêu của anh. Phải. Con diều căng gió giữa tiếng muôn cây hòa theo bước chân ngụm trà thấm đôi môi khẽ run phút giây tháng năm đọa đầy thấm bao một bụi mới đây ai đã đi qua nửa đời. Ai đã lênh đênh qua bao chặng đường, nụ cười trong tim bao lâu hé nở, vị ngọt sao như nói cắn thay lời. Là em đã từng yêu như giọt trà nồng ấm bao ngày. Là em đã mong manh quá nhiều phải không? Hạnh phúc đã sai vô. Mày đó coi, chủ đề xuyên suốt buổi tối hôm nay là cái gì? Tình yêu. À, cái vụ mày nói với tao mày gặp chị Dương ở trên này đó, chính xác không? Hay là mày qua mắt mày nhìn làm ai? Trời ơi, mày nghĩ bạn của mày già nua lắm cẩm hả? Nói thiệt, lúc đầu á, tao cũng tưởng là tao qua mắt. Nhưng mà khi tao tiến lại gần chiếc xe đó, mày có biết tao nhìn lướt qua là nữ tài xế đó chính là Chiêu Dương. Có khi nào có đi công việc đi ngang đây thôi. Mày không nghĩ Chiêu Dương đang tìm mày hả? Cổ làm sao biết tao trên này mà tìm? Bây giờ chỉ còn gia đình tao với mày là biết tao trên này. Nè, mày nói vậy á là mày chưa hiểu Chiêu Dương rồi đó. Chiêu Dương là một cô gái rất mạnh mẽ, khi muốn làm cái gì á thì không ai ngăn cản được đâu. Mày hiểu cổ dữ ha. Thì tao có mắt nhìn người mà, tao chỉ nhìn Chiêu Dương là biết liền. Có lẽ tao tự dối lòng mình.
cứ cho là mọi chuyện không có gì. Nhưng mà tao thừa biết cổ không bỏ cuộc. Tao chỉ tiếc, tiếc cho mối tình của mày và Chiêu Dương tan vỡ. Một cô gái cá tính kết hợp với một chàng trai lãng tưởng như mày, đẹp đôi đó. Nói thiệt với mày, đến tận bây giờ chưa có cô gái nào mà làm cho tao rung động đặc biệt như là Chu Dương. Mối tình của tụi tao mãnh liệt nhưng mà nghiệt ngã. Nè, mày biết không, khi mày với Chiêu Dương xuất hiện sống đôi với nhau thì rõ ràng là tụi mày đẹp đôi lắm. Có người từng nói là mày với Chiêu Dương sinh ra là thuộc về nhau. À, thì mày nói cũng đúng. Trước khi lúc mới yêu nhau, tao cũng nghĩ là tao với cổ là một cặp trời sinh. Cho tới khi xảy ra chuyện. Chuyện gì qua thì cho qua đi, không có suy nghĩ nữa, khổ cái thân thôi. Biết là như vậy nhưng mà có những chuyện muốn quên mà không quên được. Trời, thôi tao đã nói bỏ qua đi. Hình như tao đặt uống Khương kìa. Đi mày. Uống. Ờ, đúng rồi đó. Giờ mình tính sao? Thì gọi cho thằng Khương coi nó tính sao. Sao mày không gọi đi? Tao nghe nè, gì vậy? Khương hả? Tao báo cho mày tin nóng hổi nè. Bây giờ tao đang bận lắm, lát nữa có gì tao gọi hả? Sao rồi? Nó kêu đợi nó chút. À, mời. Mời. À. Sao? Chuyến tham quan này anh có hài lòng không? Good. Mọi việc rất tốt. Tôi quyết định đầu tư vào nhà máy của anh. Chúng ta hợp tác với nhau như là hổ mọc thêm cánh. Tôi nói là tôi làm. Ở đây không ai có thể qua mặt được tôi hết. Chỉ cần đầu tư thêm máy móc, nâng cấp nhà máy hiện tại của tôi thêm một chút nữa, chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng cao. Ngoài việc sản xuất trà tại đây, bán lẻ ở trong nước, chúng ta sẽ xuất khẩu sang các nước ở khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, Đài Loan, Macau. Và chính sản phẩm trà ô long sẽ là sản phẩm chiến lược của chúng ta. Ồ, tuyệt vời. Chú Hoa Quẩy mà chịu kết hợp với ba của con thì không còn gì để mà bàn nữa. Ba con lo đầu vào, ông chú lo đầu ra, tha hồ mà ngồi lụm tiền của thiên hạ. Cái này á, gọi là mua tận gốc mà bán tận ngọn. Tôi nói vậy có đúng không nè? Chính xác. Tôi quyết định đổ vốn vào công ty của anh thay vì thành lập một công ty mới, vì có nhiều lý do. Thứ nhất á, không cần chạy giấy phép rắc rối lắm. Thứ hai, tôi biết anh là một người có số má ở đây, cho nên tôi mới yên tâm. Anh yên tâm, mọi chuyện đó có tôi chống lưng, chắc chắn sẽ qua. Nhưng mà có một vụ này
tôi vẫn còn hơi lo lo. Chú lo chuyện gì? Nếu như mà tôi góp vốn vào, đầu tư máy móc hiện đại, nâng công suất lên, thì liệu chúng ta có đủ nguyên liệu để làm không? Khỏi lo chuyện đó, tôi là ông trùm thu mua trà lá ở đây, có bao nhiêu là tôi gom hết. Ông không cần phải lo khâu này. Vậy à? Ông chủ của tôi có vài chục mẫu trà. Nói về mức độ cạnh tranh thì không ai có thể qua được ông chủ của tôi. Ok, vậy là coi như xong rồi. Mời anh. Dạ mời. Nào, vô. Mời anh, mời. Dạ ba, con có chuyện phải đi. Dạ ba với chú Đam rồi tiếp ông chủ tiếp nha. Không được, con phải ở lại đây tiếp khách. Đây là vị khách rất là đặc biệt, sau này con còn phải học hỏi rất nhiều ở ông Hoàng A Quẩy. Dạ nhưng mà dạ, con có việc gấp phải đi, quan trọng lắm ba. Chuyện gì mà gấp? Chỉ là mấy thằng bạn ăn nhậu của con mà thôi. Thôi, anh cứ để cho cậu ấy đi đi, tuổi trẻ mà, bắt mà nói chuyện với mấy ông già riết cũng chán à. Dạ đâu có đâu. Con được ngồi với ông chủ đây với ba, chú Đam, ngồi với những vị tiền bối không, con học hỏi được nhiều thứ lắm chứ. Dạ nhưng mà con có việc phải đi gấp, không có con là không có giải quyết được chuyện gì hết á. Cho nên thôi con xin phép ông chủ con đi. Dạ ba, con đi nghe. Dạ, với lại có chú Đam ở đây ba lo gì nữa. Nếu mà có sai xỉn thì chú Đam đưa ba về. Dạ thôi con đi nghe. Dạ chào ông chủ. Gặp lại sau ha. Anh thông cảm, con của tôi nó ham chơi lắm. Thôi mời anh tự nhiên. À mời. Vô. Nhiều khi tao ước gì tao với chú Dương đừng có gặp nhau, để bây giờ không phải rây rứt và khổ sở cho cả hai. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Mày nghĩ đúng không? Thôi đi ông nội, có được mối tình nào ra hồn đâu mà bày đặt. Vô. Ê, mày có thương tao mày? Tao nói cho mày biết nha, hồi phổ thông á, tao có yêu một cô gái, nhưng mà tao chưa có dịp để mà tỏ tình. Thì ra trường rồi. Ê, vô đại học tao cũng có thích một cô gái, nhưng mà tao vẫn chậm một bước, chưa kịp tỏ tình. Người ta đồng ý yêu người khác. Cái số mày ơi. Mày đúng là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, dành thế chủ động tấn công chứ. Ê, tao hỏi thiệt mày này nha, tao không hiểu tính tao luôn. Không hiểu sao mỗi lần tao thích ai mà tao có đứng trước con gái á, là tay chân tao đơ vậy nè, mặt tao đơ vậy nè, không nói gì được hết trơn. Mày cứ vậy hoài á, rồi chừng nào mới có bồ. Ê nói thiệt nè, mày có đang để ý cô nào không? Tao tư vấn cho bảo đảm cô là dính. Thì có, nhưng mà không biết người ta có thích tao không. Trời đó, bây giờ không thích mày phải làm sao cho tao thích mới hay. Nè, giờ tao bày cho mày về chiêu lấy lòng người đẹp nha. Chỉ con gái á, mày phải mạnh mẽ chủ động lên. Mày phải cho người ta biết á, là mình đang thích người ta, đang quan tâm đến người ta. Cứ lù đù như mày sao được. Mày hứa, mày giúp tao đó nha. Cái thằng này, mày mà chơi trực diện, là đánh không lại đâu. Hay mình canh, chờ nó xỉn, mình bay ra. Mày chờ đi, coi thằng Khương nó tính sao. Mày đó, làm ơn đi, cái miệng lúc nào cũng nhanh hơn cái não. Alo. Hai đứa bay còn ở đó không? Còn. Tụi nó về chưa? Chưa, còn ngồi đây nè. Được rồi, đợi tao đi. Sao cứ đụng độ hoài vậy? Sợ nó kiếm chuyện đó mày. Mày cứ bình thường đi. Vô. Mày làm gì lâu quá vậy? Tao đang tiếp khách với ông già. Bây giờ mày tính sao với hai thằng đó? Tao đi vô tính tiền rồi đi về ha. Thôi.
Mày làm gì vậy? Cứ bình thường. Trời, đi. Bình thường cái gì? Giờ sắc mặt đó kìa. Vô. Vô vô cái gì? Nó ra đây là kiếm chuyện với mình rồi. Nè, tránh dôi thì đâu xấu mặt nào. Nghe lời tao đi về. Bây giờ mà mình bỏ đi á, nó sẽ nghĩ mình sợ. Mà tao là tao không muốn làm con rùa rút đầu. Mình còn làm ăn ở đây dài dài, không lẽ mỗi lần gặp là phải tránh? Nhưng tao không có thích đánh nhau. Mày nghĩ tao thích đánh nhau hả? Mình không gây sự kiếm chuyện với người ta. Bây giờ nếu mà nó chủ động cố tình đúng không, tao sẵn sàng đối đầu với nó luôn. Thì tao á, mệt quá, vô đi. Mày có cần tao gọi thêm vài thằng đàn em không? Khoan, để đó cho tao tính. Chơi thì chơi đại đi, tính gì nữa. Gọi thêm vài thằng, chém cho nó một trận. Sao mày hăng máu quá vậy? Hả? Chứ sao? Đợi tao một chút, tao có vụ này hay hơn nhiều. Mày tính gọi điện thoại cho ai vậy? Alo. Alo. Chào người đẹp. Ờ, Duy Khương hả? Có chuyện gì mà anh lại gọi tôi giờ này vậy? Tôi tình cờ gặp người quen của Chiêu Dương ở đây. Là ai? Võ Hiếu hả? Còn ai vô đây nữa? Chiêu Dương có muốn gặp anh ấy không? Nếu có thì ra đây. Anh đang ở đâu? Một quán nhậu ở lề đường. Rất tiếc, tôi đã về Sài Gòn rồi. Ủa, vậy hả? Chưa thể lên đó liền được đâu. Được rồi, nếu vậy thì cứ để tôi xử cho. Nè, anh định làm gì anh ta? Làm những việc mà tôi cần phải làm. Nè, tôi không biết là anh sẽ làm gì người đó, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện nên giải quyết bằng cái đầu thì hơn. Nhưng đôi khi cái đầu không có xài được cái gì đâu, chân tay mới làm nên chuyện. Tùy anh, tôi không khuyến khích anh làm chuyện này. Anh nghe cho rõ đây. Giải quyết xong công việc ở Sài Gòn, tôi sẽ ra gặp anh sau. Ok, bye người đẹp. Hẹn gặp lại ha. Chào anh. Tại sao mình phải lo lắng cho Võ Hiếu? Anh ấy gây chuyện như một người con gái khác mà. Cũng nên để cho anh ta một bài học chứ. Em không tin anh quên em được. Anh không thể nào đến với một người con gái khác một cách dễ dàng như vậy được. Dù anh không tin, nhưng tình yêu em dành cho anh là sự thật. Em có thể dối gian, toan tính với người đời, nhưng mà còn anh thì không. Em yêu anh mà. Ê, mày ngồi đây nha, tao qua nói chuyện với nó một chút. Ê, không sao. Dạ, chào mấy anh. Xin lỗi, tôi mời mấy anh một ly được chứ? Tôi ngồi đây được không? Ngồi đi. Mình cũng gặp nhau nhiều lần rồi mà chưa có dịp chào hỏi chính thức. Tôi giới thiệu tôi là Võ Hiếu, từ xã đến đây lập nghiệp. Rất là mong mấy anh em với bà con ở đây giúp đỡ. Dạ, mời anh. Dạ.
Anh tới đây làm xáo trộn cuộc sống của nhiều người, trong đó có tôi. Cho nên cái chuyện mà quan nghênh hay là giúp đỡ chắc chắn là không có rồi. Anh đừng nói vậy. Nếu bây giờ mà không phải tôi thì cũng có một người ABC nào đó xuất hiện ở đây thôi. Đất lành chim đậu mà. Tôi thấy ở đây yên bình, người dân rất là thân thiện. Cho nên tôi muốn lên đây là để lập nghiệp. Tôi cũng chỉ muốn đóng góp cho quê hương mình thôi. Nhưng mà có rất nhiều nơi để cho anh lập nghiệp. Vậy thì tại sao lại chọn nơi này hả? Tôi nói thiệt nha, mỗi khi nhìn thấy anh á, tôi không có ưa, ngứa mắt lắm. Thì cũng chỉ một chữ thôi, duyên. Bây giờ tôi nói với anh, lần này là lần chót. Tôi chỉ cần anh đừng để ý tới người con gái của tôi thì anh muốn gì cũng được hết á. Làm ăn hay cạnh tranh đối với tôi việc đó không quan trọng. Thương trường mà. Yên muốn nhắc tới Trúc Trà. Còn ai vô đây nữa? Vậy thì anh không nên nói với tôi. Anh nên đi gặp trực tiếp hỏi cô gái đó, xem cô ấy trả lời như thế nào. Nếu mà có chọn anh thì đã chọn lâu rồi. Tôi nói vậy đúng không? Có thể là anh em mình không ưa nhau, nhưng mà nên hành xử cho nó có văn hóa. Tôi là tôi thích hòa khí hơn là đối kháng. Cảm ơn mấy anh. Tôi xin phép. Gì vậy? Mày khùng hả? Nói thiệt nha, thằng đó rất là bản lĩnh. Đêm qua thấy bất ngờ với hành động của nó. Ừ, nhất là cái lúc nó qua bàn mình á. Nói chung phải công nhận một điều là nó chơi rất là quân tử đó. Hai đứa bay đang ca ngợi thằng đó hả? Vậy thì xin mời, kết bạn với nó đi. Sau đó ăn nhậu chung với nó. Cái thứ bạn tụi mày á. Tức thiệt. Tao ghét cái khuôn mặt đạo mạo của nó ngày hôm qua. Hôm qua mày không nói đi, tao đập nó luôn. Thì đó, tụi tao ngồi đó im lặng không phải là sợ nó đâu, mà là chờ mày ra dấu đó, ra hiệu đó. Công nhận một điều, thằng này nó lì thiệt. Nó dám đối mặt với tụi mình. Ngon. Hai thằng bay ấy, được cái là xong chuyện rồi, hai thằng bay mới giục tao. Có ngon thì lúc đó làm đi. Suy nghĩ kỹ lại, thằng này nó khó chơi lắm. Mình không thể nào đối đầu trực tiếp với nó được. Bây giờ mình phải tìm ra điểm yếu của nó, dựa vào đó mà đập tới tấp thì mới mong có cơ hội thắng được. Bây giờ mày tính sao? Không dễ gì tao đầu hàng đâu. Kế hoạch luôn nằm trong đây. Ý mày muốn nói gì với tụi tao, mày nói đại được không? Con người mà, ai cũng luôn có điểm yếu. Không có ai là hoàn hảo hết. Mình chỉ cần điểm trúng huyệt đạo mà thôi, thì chắc chắn đứa nào cũng phải tử hết. Em cứ nghĩ người Sài Gòn có cuộc sống năng động, họ sẽ không chịu nổi cái không khí tĩnh lặng ở miền quê. Nhất là những người trẻ như anh á. Thì đại đa số là như vậy. Nhưng không phải là không có những trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt là anh Võ Hiếu đúng không? Có những người khiến cho mình phải trở nên đặc biệt hơn. Nghĩ khác đi. Dù trước kia mình là một người hoàn toàn khác. Vậy trước kia anh là người như thế nào? Em có muốn biết về quá khứ của anh không?
đời ai cũng từng vấp ngã và phạm sai lầm. Quan trọng là mình nhận ra được những sai lầm, rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân, có đủ bản lĩnh để đứng lên làm lại từ đầu. Nhưng cũng có người họ không vượt qua được mặc cảm, định kiến của xã hội, cuộc đời họ lại trôi trong vô vọng. Em không ngờ cuộc đời của anh cũng có nhiều sóng gió quá. Đôi khi con người ta hay đổ thừa cho số phận, nhưng anh thấy lỗi lầm là do bản thân mình tạo ra. Thay vì đổ lỗi, mình phải dũng cảm đối diện với nó. Dám làm, dám chịu trách nhiệm và sống thật với bản thân mình, đó là điều đáng quý của con người. Trúc Trà, anh vì bản thân mình mà thay đổi, nhưng còn một lý do khác, đó là em. Em có ngại khi làm bạn gái của anh không? Em không ngại. Quá khứ đã trôi qua, điều quan trọng là anh nhìn tương lai ra sao. Vậy em đã thấy cách nhìn của anh. Cảm ơn em đã đến với anh. Từ ngày gặp em, anh nghĩ mình sẽ phải thay đổi để cho cuộc đời đẹp hơn. Anh muốn má anh phải có một cô con dâu ngoan hiền và những đứa cháu nội thật là dễ thương. Chào anh. Wow, nhìn em đẹp lắm. Sao lần nào gặp em cũng khác, đẹp hơn, sang trọng hơn. Cảm ơn anh. Em ngồi đi. Tôi mới kêu sơ sơ vài món. Nếu em thích ăn gì thì kêu thêm nghe. À, tâm hùm không? Thôi, như đây được rồi. Cảm ơn anh nhiều. À, anh xuống đây đi chơi hay là đi công việc? Tất nhiên là cả hai. Em uống rượu nha. Ừ. Rượu này mắc lắm, mắc nhất ở đây đó. Sao lại cười? Bộ tôi nói sai à? Không. Mời em, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe anh. Rượu ngon đó. Ừ. Mà nè, tôi thấy anh có thấp thoáng bóng dáng giống như những chàng công tử Bạc Liêu nổi tiếng ngày xưa. Công tử Bạc Liêu, tôi không dám nhận đâu, nhưng mà xem thì được. Tiền của ba tôi chắc chắn là không thể nào ăn hết được ba đời, nhưng tôi chắc chắn một điều là đời của tôi dư sức xài. Thôi mình ăn đi. Chúc mừng cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Chúc mừng. Anh có đi đâu chưa? Tôi vừa mới xuống Sài Gòn là gọi cho em liền. À, nói thiệt, đệ tử của tôi ở đây cũng nhiều lắm, chỉ cần tôi hú một tiếng là tụi nó tập hợp liền. Ừ, dài từ đây tới cầu Sài Gòn. Thiệt hả? Em không tin à? Để tôi gọi liền cho em tin. Thôi, được rồi, tôi tin mà. Hình như là anh có vẻ thích làm đại ca lắm đúng không? Không, tôi không muốn như vậy. Nhưng chắc là cái thần thái của tôi khiến cho người ta không như vậy thôi. Em út nói gọi cho vui vậy mà. Vậy chắc là anh có nhiều bạn lắm đúng không? Ừ. Có nhiều bạn mà anh vẫn ưu tiên gọi cho tôi hân hạnh lắm. Thực ra tôi gặp Chiêu Dương là có lý do. Anh gặp tôi có chuyện gì vậy? Trước tiên là gặp mặt đủ vài ly với nhau. Nhưng thật sự tôi muốn Chiêu Dương cho tôi biết lý lịch và xuất thân của Võ Hiếu. Anh muốn biết để làm gì?
Tất nhiên là tôi cần phải biết tình địch của tôi là ai chứ. Nhìn thì cứ vẻ như anh ta là người đàng hoàng, nhưng mà ai cũng có phốt. Và tôi nghĩ em là người biết rất rõ về con người này. Xin lỗi, chuyện này thì tôi không thể giúp anh được. Tùy em thôi. Nhưng mà không sao, đất Sài Gòn này tuy rộng nhưng mà tôi có nhiều bạn lắm. Truy tìm tung tích một người thì không có khó. Duy Khương, anh có chắc là Võ Hiếu đang theo đuổi một người con gái khác không? Tôi chắc 100%. Có khi bây giờ họ đang là một đôi nữa kìa.